tại vì đi coi đá banh phải chuẩn bị tư thế chạy banh. Hy vọng là em quay được cái cảnh hồi nãy hai người đó hôn nhau. Vậy mà em có không để ý đến nó chứ hồi nó hết pin hồi nào em không biết luôn á anh Phái. Ờ vậy hả? Ok. Biết đội nào đội mình luôn. Ủa Nam đội nào vậy? Ủa Nam đội mình. Phải mày nhiều vớ vậy? Anh phải ngựa quá anh phải ơi. Anh chưa sao không vô đá? Em đi đi em coi anh chưa đá mà.
này vô. Sắp đi tè rồi. Nhìn anh buồn quá. Ủa từ nhà anh qua chỗ em sao vậy? Sao? Ở chỗ kia đã xa rồi đúng không? Giờ xa hơn nữa đúng không? Ở nhà thằng Alex đã xa rồi, giờ xa hơn nữa đúng không? Ủa Alex gần hơn. Chia đều đó chị.